Hôm nay công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam bộ bình nước phụ cho dòng xe Audi Q7. Bộ bình nước phụ được công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được sản xuất tại Đức theo tiêu chuẩn của Audi. Để made in Germany. Mã bình nước phụ cho dòng xe Audi Q7 có thể sử dụng lắp chung cho dòng xe Porsche phiên bản Porsche Cayenne. Đây là phần giắc điện của bình nước phụ. Đây là ống thoát hơi. Đây có lắp chung cho Volkswagen, Audi và Porsche. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe Audi cũng như các dòng xe nhập Mỹ và nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ. Chúng tôi được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.